Theo như Motorola, nhà sản xuất đầu tiên trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 trên các sản phẩm của mình vào năm ngoái, thì nhiều khả năng là họ sẽ tiếp tục là nhà sản xuất đầu tiên trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 trên các sản phẩm của mình với sự xác nhận của siêu phẩm Moto X40. Vậy thì em nó có những thông số cấu hình đặc biệt như thế nào thì hãy cùng mình xem hết trong video ngày hôm nay các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Tại sự kiện Snapdragon Summit 2022 đang diễn ra tại Maui, Mỹ thì nhà quan cơm đã chính thức giới thiệu bộ vi xử lý thế hệ mới nhất mang tên là Snapdragon 8 Gen 2 và Moto X40 sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý cực kỳ mạnh mẽ này. Theo ông Chen Jin, giám đốc điều hành mảng kinh doanh điện thoại di động của Lenovo thì siêu phẩm Moto X40 có điểm số AnTuTu cao ngất ngưỡng lên đến 1.3 triệu điểm. Theo các tin đồn rò rỉ thì Motorola X40 sẽ sở hữu màn hình được thiết kế cong tràn cạnh ở mặt trước. Tấm nền được sử dụng là OLED có kích thước 6.67 inch với độ phân giải 2400x1080 pixel. Bên dưới màn hình sẽ được trang bị thêm cảm biến vân tay và phía trên là phần đục lỗ chứa cụm camera selfie. Ngoài ra, thiết bị này cũng được cho là sẽ cung cấp tần số web 144Hz cho phép chơi game hay giải trí cực kỳ mượt mà. Bên cạnh đó, Motorola X40 sẽ cung cấp các tùy chọn dung lượng RAM khác nhau là 8GB, 12GB và 18GB và dung lượng bộ nhớ trong bao gồm 3 phiên bản là 128GB, 256GB hoặc là 512GB. Ở mặt sau, thiết bị được sơn bóng mờ, thay vì là mặt kính thì thiết kế này trông giống mặt lưng bằng da hơn. Module máy ảnh hình vuông có bộ 3 camera selfie và đèn flash LED. Cảm tải của máy nổi bật với nút tăng giảm âm lượng cũng như nút nguồn. Về phần camera, Motorola X40 sẽ hỗ trợ bộ cụm 3 camera ở mặt sau với nhiều khả năng sẽ bao gồm cảm biến chính có độ phân giải 50MP, camera góc siêu rộng là 50MP và camera tele 12MP có hỗ trợ zoom quang học 4X. Phần camera selfie ở mặt trước có thể sẽ được trang bị con số lên đến 60MP. Theo dự đoán thì siêu phẩm Moto X40 có thể sẽ sở hữu viên pin dung lượng từ 4500 đến 5000mAh, đi cùng với đó là tốc độ sạc được đồn đại ở mức 68W. Thiết bị này cũng đã đạt được chứng nhận FCC với tên gọi chính thức cho phiên bản toàn cầu là Motorola H40 Pro với khả năng sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 13. Tại thị trường Trung Quốc thì chiếc máy này sẽ có tên gọi là Motorola X40 và các thị trường khác cũng sẽ được ra mắt ngay sau đó. Đến thời điểm này, giá bán của X40 và ngày phát hành ở Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Các bạn nghĩ sao về những thông số cấu hình của em nó cũng như là ấn tượng nhất về điểm nào trên chiếc điện thoại này thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy để lại một like và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động để ủng hộ tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Hot sale đồng hồ Amazfit GTX 4 và GTR 4 với hệ thống quản lý sức khỏe 24/7, nhiều tính năng tha hồ khám phá, chống nước 5 ATM, thời lượng pin ấn tượng, 300 suất đầu tiên giảm ngay 300.000. Thông tin chi tiết các bạn xem thêm tại website của Thế Giới Di Động nha. Hot sale, Galaxy A73, M53, Galaxy S22 Series, Galaxy A04 cùng nhiều mẫu sản phẩm smartphone, máy tính bảng nhà Samsung khác đang được giảm giá cực sốc lên đến 4 triệu đồng kèm theo nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn khác nhân dịp Black Friday. Thông tin chi tiết các bạn xem thêm tại trang web của Thế Giới Di Động nha.